là tất cả chúng ta là những người Phật tử, chúng ta thích Phật mà sợ ma. Cho hôm nay mình nói một chút Phật với ma. Đa phần mà chúng ta sợ ma mà chúng ta thích Phật. Mà thậm chí mà nếu chúng ta tới cầu Phật mà chúng ta nói bạch Thế Tôn, Nam Mô Di Đà Phật, xin chư Phật chứng minh cho con, cho con xin đau một giây chết một giờ, mà nếu Phật mở mắt Phật nói ok chắc mình chạy. Sở dĩ mình nằm im mình nhìn Phật là tại vì mình biết cái đó là cái tượng. Có một chú tiểu đó, chú nghe một bà cụ tới cầu nguyện, cái chú lén đứng gần sau tượng Phật chú nghe. Thì bà cụ mới nói dạ con tu hành mấy mươi năm con không cầu gì hết, chỉ cầu mong một ngày nào đó con đau một giây chết một giờ. Vừa nói xong thì chú tiểu đứng gần sau, chú tiểu thế Phật, chú nói được rồi chuẩn bị đi liền. Cái bà nghe bà giật mình, bà nói dạ con quên, con chưa nấu cơm cho thằng Út, thôi để con về con nấu cơm cho nó. Thưa đại chúng, mình nói vậy thôi chứ mình sợ dữ lắm. Mặc dù bình thường mình nói tôi không sợ chết, nhưng mà hôm nào bác sĩ đi bác sĩ mà bác sĩ nói còn 3 tháng nữa bắt đầu khóc ròng. Thành thử ra chúng ta hiểu là một chuyện, nhưng mà chúng ta thực chứng là một chuyện nữa. Chúng ta cứ gọi Phật mà thậm chí chúng ta cũng chẳng biết Phật là gì. Chúng ta sợ ma mà chúng ta cũng chẳng biết ma là chi. Chỉ nghe tới nó ma phải sợ vậy thôi, chứ mình cũng chưa hề thấy con ma. Và thậm chí mình cứ dọa mấy đứa nít, ông kẹ bắt đó con, mà tự ra mình cũng chưa biết ông kẹ ở đâu và ông kẹ ra làm sao, mà cứ dọa cho mấy đứa nhỏ vậy. Thở Phật tử chúng ta thôi, bây giờ tạm thời cất chữ ma đi, nói chữ Phật. Mình cứ nói Phật mà thậm chí đôi khi mình cũng chưa biết Phật là gì nữa. Mình chỉ nghĩ Phật là cái ông đó, Phật là cái ông ngồi xếp bằng trên tòa sen và ngồi im liền để cho mình xin xỏ. Và thưa đại chúng, khi mình quy y Phật thì mình phải hiểu Phật là gì. Chữ Phật là nói tắt, nguyên âm của chữ Phật là Buddha. Buddha không phải là tiếng Anh, Buddha là tiếng Phạn. Nhưng mà bởi vì phương Tây không có chữ này, cho nên chữ này bây giờ đã trở thành một cái chữ nằm trong từ điển là Buddha. Tiếng Phạn là Buddha. Và người Trung Hoa âm chữ Buddha là Phật Đà. Phật Đà nghĩa là người giác ngộ. Người giác nghĩa là người tỉnh. Mà muốn tỉnh thì phải có trí tuệ sáng suốt mới tỉnh được. Người có thật sự quán chiếu mới tỉnh được. Phá Hoàng ví dụ, mình bị người ta lường gạt, rồi mình đau khổ, mình tức tối triền miên ngày này qua ngày kia, mà người kia thì ôm tiền sống ở đâu rồi mình không biết. Rồi mình đấm ngực, mình than trời, mình trách đất, mình bực bội với người xung quanh. Đó là mình sống với mê. Một ngày nọ mình quán lại, mình thấy rằng người ta đã bỏ con rồi thầy ơi. Mình người ta đi rồi, người ta không trở lại, mà mình ở đây mình buồn khổ cho chính bản thân mình, rồi mình làm khổ người xung quanh, là mình sống với mê. Một ngày đó mình quán chiếu thấy rõ rồi, tự nhiên bừng tỉnh. Bừng tỉnh gọi là giác. Mà có quán chiếu thấy rõ mọi vấn đề gọi là trí. Thế gọi là Phật. Như vậy Phật là gì? Phật là người giác. Mà lấy cái gì để giác? Dạ lấy cái lưng. Thấy ngộ ngộ giác kêu giác ngộ. Phật là giác, mà phải có trí mới có thể giác được. Còn ma là gì? Ma nói tắt, nói cho đủ là ma ra, cho nên không có ma vô. Ma ra tức là gì? Ma ra là sự dày vò, sự trầm luân, sự đau khổ triền miên, sự chấp trước không có thể giải tỏa là ma.
Như hồi nãy qua nói vậy đó, khi mình mê lầm là ma, mà khi mình tỉnh ta Phật. Ngày hôm qua quý Phật tử chở Phú Hòa đi ngang một cái tiệm bán cơm chay ở dưới Santana, có một cái tiệm tên là Hoa Sen, kế bên tiệm đó là cây si. Kế bên tiệm Hoa Sen là cây si. Thì quý vị mới nói thầy, ở đây có tiệm cây si với Hoa Sen, thầy muốn vô đâu? Pháp Hòa mới nói, nếu mình không có si làm gì có sen, phải không? Vì cái câu chúng ta thường nói đó, khi mê bùn chỉ là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Anh không mê chừng nào anh có tỉnh, giống như mình không ngủ thì làm sao có thức, phải không? Thành thử ra đó, khi mình có mê, nhưng mà đừng có lo sợ, đừng có khổ hải. Mê mà có tuệ, có trí thì có ngày tỉnh. Bệnh mà chịu khó uống thuốc thì có ngày hết bệnh. Bệnh mà ngồi khóc than buồn khổ, thôi chết, không uống thuốc. Uống thuốc cũng chết, không uống cũng chết, chịu khó uống chết lâu lâu. Thôi mình thế nào rồi cũng chết. Nhưng mà nếu biết bệnh mà chịu khó uống thuốc thì chết nó nhẹ nhẹ một chút. Cũng giống như mình mê vậy đó. Cũng giống như mình nói khổ nhưng mà có Phật Pháp thì khổ chút chút thôi. Hay là nói cách khác là buồn mà không khổ. Ví dụ như người ta chọc mình giận, giận không? Bình thường phàm phu mà chọc thì phải giận chứ. Người ta chê phải buồn chứ. Nhưng mà hồi xưa buồn xong rồi chắc, rồi mê lầm, nhưng bây giờ buồn mà không khổ, biết rồi. Ô chà, mới vừa tự nhắc với mình, người ta chê mình buồn, nhưng mà mình hiểu rồi. Tại không hợp thì người ta chê, hợp thì người ta khen. Có người chê nhưng mà có người khác khen, cho nên không có khổ. Cho nên cái khi mình mê thì gọi là ma, khi mình tỉnh thì gọi là Phật. Mà thế nào là tỉnh? Tỉnh là phải có quán. Và quán gì? Trí thì nó nhiều loại lắm. Giờ Pháp Hòa nói hai thứ thôi. Một á, gọi là nhất thiết trí. Sao gọi là nhất thiết trí? Nếu nói theo khoa học bây giờ đó, là người ta gọi là bản thể luận. Tức là những khoa học gia bây giờ người ta đang nghiên cứu, và người ta thấy rõ rằng tất cả mọi sự việc sở dĩ nó có là do cái không mà có. Bây giờ khoa học mới phát hiện được cái đó. Nhưng mà Đạo Phật đã nói cái này từ hơn 2000 năm trước. Tất cả mọi hiện tượng sự vật trên thế gian này, nó là không. Bản thể sự, bản chất của nó là không. Nhưng mà nhờ những cái không mà nó gom lại là có. Nhưng mà cái có này là có luôn hay là có tạm? Có tạm. Cái tướng thì có, mà cái thể thì không. Bây giờ có một ví dụ nè. Bây giờ quý vị nhìn cái thân mình là cái tướng không? Mình nói tướng này là có. Nhưng mà thực chất thân này là có hay không? Không. Nếu mà có là đốt nó không cháy. Nếu mà có thì nó gãy hoài, nó không đổi. Như vậy thì cái tướng thì có, mà bản chất là không. Bây giờ Pháp Hòa thưa cái này thật một chút, nhắc là cái chuyện buồn một chút thôi. Cái chùa của chúng ta ở đây khánh thành hồi năm nào? Quý vị có nhớ khi khánh thành xong không bao lâu sau nó xảy ra cái trận cháy không? Đó là để cho chúng ta quán chiếu tướng thì có mà thể thì không. Lửa tới một cái thì nó làm sao? Hết. Bây giờ quý vị coi tivi, quý vị nhìn tướng có không? Có. Hoàng hậu, ông vua, thái tử, công chúa, lầu đài đền cát, nhìn trong tivi có hết. Nhưng mà có cái gì ở trong đó mình lấy ra mình xài được không? Không. Tắt một cái nó đi vô hết trơn. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói nữa,
cái cô đó trong đó cổ ngồi cổ khóc. Khi mà cổ khóc thì mình thấy cổ khóc cổ chảy nước mắt thiệt, tướng khóc có à, nhưng mà cái thực chất buồn để cổ khóc có không? Không có, tại đạo diễn biểu. Đạo diễn biểu tới đó phải khóc, mà không khóc sức miếng dầu cho nó khóc. Hồi nhỏ Pháp Hòa chơi chơi với mấy đứa bạn trong trường, trong trong xóm á. Quý vị biết cái trái trái mồng tơi không? Hốt một nắm bỏ một miệng, đóng cả lương mà. Tao đánh cho mày chết, tán một cái bóp cái mình cắn cái bụp cái trái mồng tơi nó chảy ra. Cái đó gọi là gì? Chảy máu. Tướng máu thì có, mà cái thể máu là thiệt không? Không. Vậy thì cái người trí, cái người trí là họ có được một loại trí đầu gọi là nhất thiết trí. Nhất thiết trí là cái trí biết tất cả. Mà biết cái gì? Biết tất cả chỉ là không. Cái không này là không phải là không có gì hết, mà nó có nhưng mà tạm có, nhưng mà bản chất của nó thật sự là không. Cho nên người ta nói á, tướng thì có, thể thì không. Bây giờ Pháp Hòa nói cái hoa này quý vị gọi là hoa li li, nhưng mà thực chất mà nói nó chẳng có cái gì li li hết. Nó cũng chẳng tự xưng là I am li li. Nó không hề đặt nó là tên gì hết. Mình tự đặt cho nó một cái tên khi nó có cái tướng dáng như thế này. Rồi bây giờ á, mình khi nó tụ cái tướng vậy, bây giờ lấy cái tay kéo từng cánh ra thì nó không còn cái tướng li li nữa. Hiểu như vậy thì cái tâm mình nó vượt những cái chất. Khi hiểu như vậy á, khi mình chấp tướng thì là ma, hiểu được bản thể là Phật. Giờ quý vị cứ thử nghĩ hàng ngày coi, mình mà không khéo tu, không khéo lấy trí Phật mà chúng ta quán là chúng ta ma triền miên, chứ không phải ban đêm đâu có ma. Ban ngày mà không tỉnh cũng ma như thường, vì mình không thấy được cái bản thể của tất cả mọi sự vật. Thí dụ người ta nói, ta chửi mình tiếng, tại vì mình còn có cái lỗ tai thính để nghe, còn có cái phân biệt, cho nên mình nghe cái tiếng đó cái mình buồn. Mà hãy buồn là mình mê là má. Bây giờ mình tỉnh ra mình nói trời ơi, tại vì mình còn nghe, rồi mình còn phân biệt, rồi mình là người Việt cho nên mình biết cái chữ đó con quỷ, cái mình buồn. Nhưng bây giờ tới anh Mỹ đi, cho dù ảnh thính, cho dù ảnh nghe hết, mình kêu thằng quỷ nó cũng nói what you want. Bây giờ nó đâu có hiểu, mà nó không hiểu, nó không có phân biệt được, cái nó dở cái nó cũng vui như thường. Vậy thì cái anh Mỹ đó với mình cũng nghe tiếng thằng quỷ mà ảnh cũng vui, mà mình lại buồn là tại vì mình nghĩ cái tiếng đó người ta chửi mình. Nhưng mà biết vậy đó nha, mà bữa nào mà vui mà người ta mắng yêu á, đồ quỷ khoái. Vậy tại sao cũng một tiếng quỷ đó mà bữa nào mà mình vui vẻ thì người ta kêu đồ quỷ, cái là mân mê. Mà ta kêu mà bữa nào mình bực bội mà kêu quỷ, cái ê muốn gì. Vậy thì quý vị thấy không, mê mình có những lúc mình bình thường thì tại sao mình cũng là một tiếng quỷ mà lúc đó không giận. Rõ ràng lúc đó mình biết cái tiếng này là chửi vui, mắng yêu, cho nên mình không buồn. Thì tại sao mình không tập vậy đi? Dù người ta kêu con quỷ mình không quỷ thì thôi, ta kêu mình ma mình không ma thôi, mà ta kêu mình con gì cũng không đúng hết á, miễn mình là con người là được rồi. Hiểu được vậy gọi là hiểu được bản thể, đừng có chấp cái tướng cái tên để rồi chúng ta khổ. Cái đó gọi là có cái trí để quán, để chúng ta bừng tỉnh cơn mê. Mà hễ mê thì là ma, mà tỉnh thì là Phật. Bây giờ quý vị hiểu được cái đó đó, hiểu được cái đó rồi đó, thì mình mới thấy rằng ma là gì. Khi nó ngăn ngại mình, nó không làm cho mình tỉnh táo để mình đi lên là ma hết. Ma nhiều lắm.
Nó có nội ma, nó có ngoại ma, nó có thuận ma, nó có nghịch ma, nó đủ kiểu ma hết. Mà nó có một cái mà chúng ta khoái vô cùng gọi là ma ma, mì ma ma. Mì gì cũng mà ngon mà mì ma ma hết. Vậy mà một chữ ma thì sợ, mà hai chữ mì ma ma khoái lắm. Ăn dài cũng ngon. Chữ ma đó được dịch nghĩa là đoạt mệnh. Nó đoạt đi cái mạng trí tuệ của chúng ta. Thông qua ví dụ đi, cuộc sống của chúng ta hàng ngày, mỗi ngày nếu mà chúng ta đi tìm hiểu coi ai khen mình, ai chê mình là mình bận rộn dữ lắm. Tại vì ngày nào mà không có người khen người chê. Mà mình quên một điều là trăm người bán thì vạn người mua. Tiệm này người này thích, tiệm kia người kia thích, cho nên tiệm cứ mở ào ào. Lo làm chi? Mà người ta chẳng lo, cho nên người ta tưng bừng khai trương nhưng mà âm thầm đóng cửa. Có sao đâu. Cho nên mình hiểu được như vậy. Hiểu được như vậy gọi là trí, được bản thể của mọi sự mọi việc. Có. Nếu mà chúng ta hiểu á, nếu chúng ta hiểu cho cùng tận là thí dụ như mình hiểu thứ tự là cái có này rồi không. Còn nếu mà chúng ta hiểu sâu sắc, đương lúc nó có đây thì nó cũng đã là không rồi. Hồi có một hôm á, có một cái chú này, chú đến chú thăm Pháp Hòa mà chú khổ dữ lắm. Tại vì người vợ của chú không còn sống chung với chú, chú khổ cùng cực. Thì Pháp Hòa mới nói với chú á, chú buồn cái gì? Chú nói là tại vì mỗi lần á, con tới cái chỗ đó thì con thấy hình ảnh vợ con và cái người đó con khổ. Thì Pháp Hòa mới nói với chú là chú cứ sống với hiện tượng mà chú không sống với bản thể. Cái hình tướng nó mất tiêu rồi, không còn nữa. Nhưng mà mình đem cái hình đó mình gắn vô. Rồi cái bao nhiêu cái tưởng đó, nó sanh về rồi mình khổ. Cho nên mình phải hiểu á, nắng mưa là chuyện của trời. Còn tỉnh ra thì sẽ một đời an vui. Không lẽ bữa nào trời nắng, trời ơi sao nắng quá. Nếu mà muốn trách á, ngày nào cũng có chuyện để trách. Tại vì mình không bao giờ thích nắng và chịu mưa. Bữa nào nắng quá mình cũng than, mà mưa quá mình cũng chê. Vậy thì bây giờ mình sống sao đây? Mà cho tối ngày cái buồn nắng sầu mưa thì sao? Ngày xưa mưa trên phố Huế kiếp giang hồ không bên đời. Chợ mình cứ khổ hoài. Còn nếu mình thấy rằng trời mưa thì mặc trời mưa, nhưng mà mưa quá thì ta ở nhà. Trời mưa thì mặc trời mưa, nhưng mà mưa quá thì ta đi dụ. Mưa thì cứ mưa, nhưng mà mình có dù. Nắng thì cứ nắng, mà mình có cứ đồ che. Đồ che hay là cái dù đó là gì? Đó là giáo pháp. Mình mà có phương pháp là, mình mà có Phật pháp là sẽ có phương pháp. Sở dĩ con người khổ là tại vì mặt bây giờ quý vị thấy không, ngày nào mà không, mình không suy nghĩ có cái cách nào để giải quyết mọi vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Từ tiền bạc, tình cảm, con cái, đủ thứ chuyện phải giải quyết hết. Mà nếu chúng ta không có Phật pháp thì chúng ta chẳng có phương pháp gì hết. Vì phương pháp nào cũng là phương pháp gây khổ cho người. Cho nên á, quý vị kiểm lại. Ở trong chùa nó cũng có cái chuyện để giải quyết ở trong chùa. Nào là bổn đạo Phật tử, nào là chúng ở trong chùa, nào là chuyện bếp núc, nào chuyện kinh kể, đủ thứ chuyện để giải quyết theo cái cách sống trong chùa. Rỡ ngoài đời mình cũng có chuyện để giải quyết mỗi ngày không? Có. Lâu lâu cái ngủ
Bà vợ bác Kiều bữa nay anh có hay gì không? Thằng con mình bữa nay nó biết hút thuốc rồi đó. Anh có biến gì chưa? Rồi là ổng với Kiều là ổng nói bà hay gì chưa? Tôi thấy nó có bồ rồi đó. Đó, rồi cái mai sáng ngủ dậy rồi cái bà ngoại bà ra bà nói tụi bay có hay gì chưa? Nó dẫn bồ đêm hôm á, nó thức nó nói chuyện tới khuya đó, tao đi uống nước tao nghe nó nói chuyện đó. Thành thứ ra nội ngoại cha mẹ ai cũng có chuyện để vậy. Nhưng mà nếu như á mà mình rầu á, mà nó cũng khổ một cái, mà hễ con nào á mà nó lớn rồi nó không có bồ cái mình rầu, mà hễ mà nó có bồ cái mình cũng lo, mà không biết mình muốn gì. Có một thằng con trai á, mày không được nghe lời vợ cái mày. Nhưng mà hễ có đứa con gái nữa, tại sao mày nghe lời chồng? Ở xứ này lấy đi first mà. Mình cũng chẳng biết mình muốn cái gì. Thành thử ra tối ngày mình mới sống với cái ma nhiều hơn mình sống với Phật. Còn mình mà sống với Phật là mình phải hiểu trời mưa lâm râm, cây trăm thì có trái, con gái thì có chồng, đàn ông thì có vợ, đàn bà thì có con, mắc gì nói. Người ta thương người ta nói vậy, người ta khác không thương người ta nói khác. Nếu mà mình hiểu một chút, mình giảm khổ một chút. Mình hiểu nhiều, mình giảm khổ nhiều. Còn mình không hiểu gì hết, khổ triền miên khói lửa. Cho nên Phật ma không ở đâu xa, Phật ma ở trong mình mỗi ngày, và chúng ta cứ phấn đấu với nó. Nhưng mình tu Phật để làm gì? Để mình sống với cái bản chất của giác, của trí, để làm cho ma nó lui. Cho nên cái vị tỳ kheo đó, khi mà đi tu rồi thọ tỳ kheo giới đó, thì chữ tỳ kheo nó có ba nghĩa. Trong đó có một cái nghĩa là bố ma. Bố ma đây không có nghĩa là thầy đó tối nào cũng cầm cây đi vòng vòng chùa coi con ma nào để thầy bố nó. Mà bố ma đây nghĩa là làm cho con ma phiền não, nó đừng có sanh khởi. Mình tu vậy chứ ma phiền não nó cũng lấn át mình hoài chứ gì đâu. Nội cái chuyện là mình mở hộp cháo ra mình mới hút được mấy muỗng, mà thay sao cháo mình nó lỏng, mà cháo bà kia bà đặc quá mình cũng nói. Cũng phiền phiền rồi đó nha. Không nói rồi đó. Vậy mà mình thấy sao bà múc ra tàu hũ nhiều hơn mình rồi mình cũng phiền rồi đó nha. Rồi mình ăn xong rồi mình phiền cái vụ mà cháo loãng mà không đậu hũ, rồi mà ngó qua bả cháo đặc mà thêm giò chả quẩy mình còn bực nữa. Hỏi ở đâu mà có giò chả quẩy đó? Bạn tôi làm trong bếp cho. Chà, phè phái dữ nha. Mình muốn có phiền não hà râm. Còn nếu mà mình muốn có an vui không? Cũng có. À thôi mình cũng đâu có đến nỗi đói. Bà bạn mình bà đói hơn, bà có ăn no cũng tốt. Hồi nãy mình tới đây là mình giành cái ghế đầu này rồi đó. Máng cái áo để cái bóp rồi đó. Đi xuống lấy ly nước nè. Ai dời cái áo mất tiêu. Tôi biết là tôi ngồi đây là tôi ngó ông thầy dễ nhất rồi. Dời mất. Nghe pháp thì cũng nghe chứ ngó coi ai dời. Khiều chứ bà nó dời áo của má nó còn. Thử ra mình mới thấy là nếu có phiền não, mình muốn có phiền não, ngày nào cũng có phiền não. Lên tụng kinh cũng có phiền não. Trời ơi thầy tụng dở hoài, cứ tụng hoài. Cái bà đó bà tụng kinh không bao giờ theo cái mỏ mà bà lớn tiếng nhất trong đám. Tụng kinh cũng có phiền não. Thường ngày tụng kinh có 20 phút à. Bữa nay tụng pháp qua cái phẩm nó hơi dài. Thầy trụ trì muốn hết phẩm này đi. Thành thử mình ngồi mình cứ lật hoài cái chừng nào hết. Tụng kinh mà cứ lật hoài chừng nào hết cũng là phiền não. Vì chữ phiền não là gì?
Phiền não là khi mình không hài lòng, hay là khi mình có một cái gì nó làm phiền nhiễu cái tâm bình thường của mình thì là phiền não đó. Nếu trong lòng mình vướng bận một người nào cũng là một dạng phiền não, nhưng phiền não êm ái. Thí dụ mình thương người đó, mình nhớ người đó, mình viết tên người đó, buồn quá viết tên người đó, viết hết trang này tới trang kia, viết để mà nhớ cái người đó. Nhưng mà bữa nào không còn thương, gặp mà phải nghiến răng chút nữa, chết đầu chết phút cho rồi. Giờ hồi trước á, khi mà cũng cái tên người đó đó mà mình nắng ngót vậy lắm, tên sao mà đẹp quá. Và khi mình không thương nữa, mình cầm cái bút chết đi. Cho nên Phật chứ ma nó ở đâu? Mê là ma mà tỉnh là Phật. Rồi khi mà mình quán chiếu sâu sắc nữa đó, là mình sẽ thấy rằng khi đi tức là mình đã về, khi buồn tức là mình đã tới ngày hết buồn mà tới khổ. Pháp Hòa ví dụ ha. Thí dụ Pháp Hòa bước lên đây Hòa ngồi, gọi là bắt đầu buổi nói chuyện. Nhưng mà nếu với cái nhìn sâu sắc thì khi bắt đầu nói chuyện là cũng đang đi tới cái giờ hết. Cho nên khi mình mới sinh ra thì gọi là mới sinh, chứ thật ra đó, mới sinh ra thì cũng đồng nghĩa với chết. Tại vì một ngày mình sống tức là mình đi dần tới cái đó. Cho nên có một vị thi sĩ mới nói đó, chết phôi pha từ lúc mới sinh ra, nào có phải đến nấm mồ rồi mới chết. Đâu có phải đợi tới nấm mồ rồi mới chết, mà chết phôi pha từ lúc mới sinh ra. Cho nên cái ngày mình buồn á, cái ngày mà mình buồn á, hết ngày rồi mình nói đây là ngày buồn thứ hai, nhưng mà thiệt sự là nó đang đi dần tới chỗ vui. Một cái hạt giống mình gieo xuống, mình nói mình mới gieo, nhưng mà thật sự ra nó đang đi dần tới cái chỗ lớn. Mình nuôi đứa con đó, nó đi dần tới cái chỗ, nhưng mà hãy nó đi dần tới chỗ lớn thì cũng có nghĩa là nó đang trở về với cái già. Thậm chí mình thấy nó trẻ trẻ và chừng 20 tuổi mà nó chưa biết làm ăn, mình nói sao già cái đầu rồi, nghe không? Có nghĩa là mình cũng chấp nhận nó già rồi đó. Cho nên thưa đại chúng, trong nhà Phật, chữ Phật nghĩa là tỉnh giác. Thế thì chúng ta lại Phật không phải là chúng ta lại cái tượng Phật, hay là chúng ta quy y Phật không phải là chúng ta quy y tượng Phật. Quy y Phật nghĩa là chúng ta quay về và nhận ra rằng ở nơi mình có cái tỉnh giác sống như Phật. Phật con người giống mình, nhưng mà ở nơi Phật, Phật đã thấy rõ cái bản chất của khổ, cho nên Phật tìm con đường để thấy rõ nó và sinh vui. Cũng giống như chúng ta vậy đó. Coi cải lương lúc chưa hiểu ngồi khóc, hiểu ra rồi bình thường, nó đóng tuồng mà. Chứ đâu phải là ở trong tuồng cải lương nó hát vậy, mà thật là như vậy. Cho nên tất cả những người nghệ sĩ trong đó, họ chỉ đóng tuồng thôi. Cũng giống như mình, mỗi ngày mình cũng làm bao nhiêu người vậy đó. Có lúc mình làm mẹ, có lúc mình làm ba, có lúc mình làm chị, làm em. Rồi cuối cùng cái sân khấu cuộc đời của chúng ta nó chấm dứt. Và chúng ta thấy rõ rằng suốt cuộc đời chúng ta đã đóng quá nhiều vai. Có một lần Pháp Hòa đang dọn bếp thì có mấy Phật tử ở xa tới thăm chùa, ở chùa mấy ngày. Nói trời ơi, hồi nào giờ con nghĩ thầy đi giảng ha, thầy được Phật tử thương lo đủ thứ hết, con đâu ngờ thầy ở chùa thầy cực dữ vậy, mặc cái tập về vô rửa nồi rửa chén làm đủ chuyện hết. Nói dạ đúng rồi, trên pháp tòa ta là tất cả, dưới pháp tòa ta là một con sen. Sen cũng được. Cho nên hôm rồi Pháp Hòa có nói cái bài nói chuyện ở South Carolina, ý nghĩa hoa sen.
Mỗi người chúng ta phải học làm sen, kiểu nào sống cũng được hết. Ngó sen cũng được, củ sen cũng được, lá sen cũng được, gương sen cũng được, hạt sen cũng được, tim sen cũng được, cây sen không có gì bỏ hết. Quý vị nhìn kỹ cây sen không bỏ cái gì, cây sen hữu dụng vô cùng. Cho nên trong 8 cái đức của sen có một cái gọi là bồng thực. Bồng thực nghĩa là cây sen có thể dùng cho tất cả mọi thứ. Rồi Phong Hòa nói xong rồi nói bông sen, ha, bông sen làm trà, tim sen uống trị mất ngủ, hạt sen nấu chè, củ sen hầm uống nước, ngó sen làm gỏi, lá sen gói cơm, gói nếp làm điểm sắm. Và cuối cùng làm được tất cả các món đó nhờ con sen. Cho nên có ai gọi mình ê sen phải mừng đó. Đừng có nghĩ người ta hạ thấp mình mà người ta đang đưa mình lên cao sắp bằng Phật. Bởi vì Phật ngồi bóng sen, mà Phật ngồi bóng sen mà mình là sen thì là gần Phật quá rồi. Có một hôm á, cái bằng cái ngón giữa đó nó nói với 4 cái ngón kia. Nó nói tôi nói thiệt với mấy anh đó, ở trong cái đám của tụi mình tôi là cao nhất, anh thấy tôi cao hơn. Ngón giữa nó nói vậy. Cái ngón trỏ này nè, nó mới nói giỡn. Mặc dù anh lớn, bất quá anh chỉ đưa chửi người ta thôi chứ làm gì. Đưa ngón giữa chửi người ta chứ làm gì. Nhưng mà tôi nói thiệt với anh, tôi mới là cái người chỉ huy tất cả nè. Anh thấy mỗi lần muốn chỉ chỏ chỉ huy là phải làm vậy nè, thì người ta ngán tôi hơn. Chứ còn anh mà đưa lạng quạng ta bụp chết. Hai anh này nói chuyện với nhau rồi đó. Cái anh này mới nói trời ơi tưởng gì ngồi cãi lộn. Tôi nói thiệt với mấy anh đó, tuy rằng vậy nhưng mà các anh không có được đi ăn tiệc, còn tôi hả, tiệc cưới nào cũng có mặt hết để ta đeo nhẫn. Con trai con gái đàn ông đàn bà nào cũng đeo tôi hết, cho nên tôi quan trọng lắm. Cái ngón này nó mới nói ngồi qua bên chơi, có thấy tôi bự nhất không? Tôi được gọi là ngón cái, gọi là cự phách. Cự là lớn, phách là ngón cái. Ngón cái lớn nhất và muốn khen ai đưa về lên, mà muốn chê ai cũng vậy. Thật là tôi mới là cái người sao vậy? 4 ngón nó nói rồi. Cái anh Út á, anh nói thôi mấy sư huynh sư tỷ cho em xin, tuy em nhỏ nhất nhưng mà em có thể dõng dạc tuyên bố rằng em gần Phật nhất. Tại vì tất cả Phật tử hễ mỗi lần chắp tay lại Phật là em đứng gần tượng Phật nhất. Ví dụ như là cái tượng Phật ở đây là không phải mình gần Phật nhất đâu. Cho nên nhỏ nhỏ mà có vỏ. Qua có một bà cụ lên thăm Pháp Hòa, bà cầm tay Pháp Hòa, bà vinh vai, bà vỗ, bà nói trời ơi bữa nay gặp đồ thiệt rồi. Bà xài chữ đồ thiệt đó nha. Bà mới nói cái hồi mà tôi coi băng thầy đó nghe, tôi nhìn cái mặt thầy nó non trẻ kìa. Mà tôi thấy trời ơi cái ông này ông nhỏ mà sao ông nói quá trời vậy. Còn cái ông thầy Việt Nam ổng bự, ổng nói chuyện hay thì đúng rồi, mà cái ông này ổng nhỏ xíu mà sao ổng nói dữ vậy. Ý bà nói giống như bà nghĩ mình con nít nhỏ nhỏ mà tại sao có thể nói chuyện Phật Pháp được. Trời, thì Pháp Hòa cũng chọc bà quá, nói bà đừng coi thường con nha, nhỏ nhỏ mà có gió à. Rồi bây giờ Pháp Hòa kể cái câu chuyện đó cho đại chúng nghe. Vậy thì thưa đại chúng, trong 5 ngón tay này ngón nào nó cũng có cái của nó. Thành thử ra ngón nào nó cũng nó có của nó, thì chúng ta cũng thế thôi. Chúng ta cứ hiểu như vậy mà chúng ta bình an mà chúng ta sống. Người ta nói mình là gì nhưng mà chẳng là gì hết á.
Mình không là gì thì mình mới là tất cả. Còn mình là gì rồi thì ai dám gọi mình là gì nữa. Cho nên cái người mà người ta có cái trí, người ta quán như vậy thì người ta tỉnh vô cùng. Ta sống trong đời mà người ta không có bị những cái đó người ta làm khổ. Con có một cái bài nói như thế này: vân khứ vân lai thiên bổn tịnh, hoa khai hoa lạc thọ vô can. Mây đến gọi là vân, xin lỗi, mây đi gọi là vân khứ, vân lai gọi là mây tới, mây tụ á, mây tụ mây tan, nói vậy đó, thì trời vẫn sáng trong. Sở bầu trời thì thật sự là sáng trong, nhưng mà tại thỉnh thoảng có những đám mây nó kéo tới, nó che cái mặt trời thôi. Chứ thật sự mặt trời không bao giờ có tắt có mở gì hết đó. Chẳng qua là mây nó che thì mình không thấy mặt trời, thì mình kêu là tối, mặt trời bị che vậy thôi. Cho nên vân khứ vân lai thiên bổn tịnh. Còn cái cây mình nhìn đó, hoa khai là hoa nở, hoa lạc là hoa rụng, hoa nở hoa tàn, có can chi đến cái cây. Cái cây nó vẫn đứng yên đó. Còn cái hiện tượng ở trên cái cây, cái rụng nở kệ nó, cây vẫn bình an sống. Thì hai cái câu đó Pháp Hòa dịch cho tiếng Việt: bầu trời vốn vẫn sáng trong, bận lòng chi chuyện mây hồng hợp tan. Hoa rụng hay nở ngút ngàn, cây kia hoa nở hay hoa héo tàn, cây kia cứ vẫn ngút ngàn mà vương. Bầu trời vốn vẫn sáng trong, bận lòng chi chuyện mây hồng hợp tan. Hoa nở hay hoa héo tàn, cây kia cũng vẫn ngút ngàn mà vương. Có nhiều lúc chúng ta sống trong đời thì chúng ta cũng bị những cái phiền não nó làm cho chúng ta lầm đường lạc bước. Nhưng đừng vì những cái thời gian lầm đường lạc bước rồi một ngày nào đó mình tỉnh rồi mình tự kết liễu đời mình, hay tự mình chán chường, mình buông trôi, mình nghĩ rằng cuộc đời mình không còn làm được gì nữa vì những ngày tháng qua mình đã sống không có lợi ích. Nếu như mà cái giây phút nào mình tỉnh sau mấy mươi năm hay bao nhiêu ngày tháng mình đã lầm đường lạc bước, và cái giây phút mình tỉnh thì gọi là Phật. Còn những cái ngày tháng mình sống nó mê đó thì gọi là ma. Nhưng mà nếu như á mà nó ngăn cản mình, nó không cho mình tiến bước đổi đời, làm lại con người, thì cái đó tiếp tục là ma, nhưng mà ma một cách khác. Ngày xưa á, là mình sống buông thôi, không có biết lo lắng cho ai, là ma đã đành đi. Rồi bây giờ khi tỉnh ra rồi mà mình cũng không chịu vươn lên làm lại con người cuộc đời, để chúng ta sống, chúng ta làm những ngày tháng còn lại phải làm gì cho đời, thì thật sự chúng ta làm ma hai kiếp. Ma lúc mình mê man, và ma ngay cả khi vừa tỉnh cái làm ma tiếp ở một cái dạng ma khác. Cho nên ma nó là đoạt mệnh, mà ma cũng là gì? Ma cũng là ngăn chặn không cho chúng ta tiếp tục con đường của mình. Cho nên nó có một hôm đó, Phật đang đi thì có một cái anh chàng đánh rượt Phật. Anh rượt Phật quá chừng mà anh không gặp được Phật. Anh mới nói: cái ông thầy tu kia hãy dừng lại, cái ông thầy tu kia hãy dừng lại. Thì Phật mới nói: tôi có bao giờ chạy đâu mà dừng, có anh chính là người chạy cho nên anh phải cần dừng. Tôi chưa bao giờ chạy. Phật vẫn cứ đi bình thản mà. Chẳng qua anh là cái người hối hả muốn tìm tới Phật để đấu tranh, cho nên
anh phải cần và dừng lại cho anh theo kịp thôi. Cho nên nhiều khi á, tâm của mình á, đầy những cái sự muốn hơn thua, cho nên mình mới sanh khởi sự hơn thua chứ. Đối với cái người mà tâm người ta bình an rồi, ta đâu hơn thua với mình chi nữa. Chẳng qua mình còn muốn hơn thua, rồi mình mới tranh đấu, mình mới hơn thua chuyện này chuyện nọ. Chứ cái người mà ta bình thản rồi, kệ. Pháp Hòa nhớ trong mấy cái bài sám ở tịnh xá bên Cất Sĩ có cái câu đó: mặc ai danh lợi bôn xu, ta quyền giữ gì? Ta quyền giữ hạnh người tu thoát trần gì đó. Tức là cái người mà người ta đã tỉnh thì ta sống bình an. Ví dụ ha, ngày nào mình cũng ăn cơm với đậu hũ đều đặn vậy, không có gì hết. Mà cái người kia ngày nào họ cũng muốn tranh đấu với mình, cho nên họ món này cứ bày trước mặt mình. Nhưng mà tại vì cái tâm mình không bao giờ có cái sự hơn thua với họ, cho nên rồi họ làm đủ kiểu để họ hơn mình. Nhưng mà chính mình không có bao giờ khởi niệm muốn hơn thua, cho nên mình không cần phải tranh đấu gì hết. Tại sao người ta muốn ta, người ta phải đấu để người ta tranh? Tranh là giành á. Và người ta muốn đấu với mình để ta giành cái đó, còn mình chẳng muốn giành gì hết. Ai muốn nhất, ai muốn đứng nhất thì tôi sẽ đứng nhì, ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba. Thật ra nhiều khi á, quý vị đi mua, đi chợ mua đồ rồi ra đứng sắp hàng á, thấy cái người kia đang đi sắp sửa vô cái hàng đó, mình đi nhanh lên, nhanh cho lẹ, cái lẹ con nhào vô đó, tưởng sao hơn con người à, đứng sao cả chục người vậy mà mình cảm thấy ok vậy đó. Thật sự là không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà những lúc như vậy thì chúng ta sẽ cho mình một cơ hội đứng, rồi chúng ta quán chiếu. Có nhiều khi muốn hơn lẹ cái trợt chân té. Cái vừa lúc mà mình gãy chân gãy tay, mình ngồi nói trời ơi phải bữa đó tôi đừng chạy. Trong cuộc đời nó có những cái như vậy. Mà có những lúc mình hơn, cái mình đứng xong cái mình tức cười, mà nói trời ơi tưởng đâu hơn ai, hơn con bà. Rồi tới hồi cái mình đứng làm sao, mình đứng làm sao, cái mình nhìn lại mình thấy trời ơi, cái bà này bả đau chân, bả đau lưng còn hơn mình nữa, cái bắt đầu lui ra. Hồi nãy là ma, nhưng mà lui nhường bả đứng trước cái thì Phật. Pháp Hòa bị vậy hoài vậy. Đi về, đi lúc mà từ ở phi trường vô đó, nhiều khi đi cho lẹ để mà trình giấy tờ, đi lẹ vô cái đứng trước người ta vậy đó. Mà thiệt sự là cũng phải dặn chút mới lên được trên đó. Nhưng mà tới hồi đứng xong cái ân hận, trời ơi kỳ ghê vậy đó. Họ đang nhìn mình đó, are you a real monk? Ông có phải thầy tu không vậy? Họ không nói ra, nhưng mà họ cái cách họ nhìn mình cũng nghĩ chắc họ đang nói are you a real monk? Hối hận, thấy khó chịu, cái bắt đầu đứng lui. Yeah, please go ahead. À, cái lúc đó là bắt đầu cái mình mới nói rồi, du tỉnh được chút rồi đó. Lái xe cũng vậy. Trời ơi, dành quẹo cho được, mà tưởng sao ra cái bị xe kia chặn. Rồi nhiều khi muốn hơn, lách, hồi cái xe kia nó đi xuống, cho nên mình cũng phải thua. Cho nên rồi cuộc đời á, có những lúc mình cứ như vậy rồi mình quán. Cho nên xưa đại chúng, khi chúng ta ngồi thiền á, ở trong chánh điện, hay chúng ta tụng kinh, hay chúng ta niệm Phật á, cái đó chỉ là ngồi tu thôi. Tu ngồi ai dám nói. Chẳng hạn như bây giờ đang ngồi thiền vậy, nó có ai dám tới nói hello chị khỏe không? Không dám. Nhưng mà khi mình ra ngoài đường, ta chọc giận mình á, lúc đó gọi là ứng dụng thiền. Còn cái lúc mình ngồi liêm diêm vậy là ngồi thiền. Lúc chắp tay về tụng kinh. Nhưng mà ra ngoài rồi đó, ta chọc mình thì ứng dụng kinh, gọi là kinh hành. Còn mình đang ngồi vậy là kinh hành mình. Hành mình ngồi chỗ để tiếng hộ tụng. Còn cái khi mình ra ngoài kia hành là gì? Là ứng dụng, là sử dụng, là thực hành. Cho nên ta gọi là tu hành. Cho nên mình mà khéo chút, có chánh niệm chút, thì bản chất Phật của mình tràn lan trong cuộc sống. Còn mình thiếu chánh niệm chút đó, mặc dù mình mặc áo tràng, chứ nhiều khi mình cũng thành gì á, thành ma.
Nhiều khi mặc áo tràng mà gây lộn cũng có. Cái này Pháp Hòa kể đại chúng nghe không phải mình cười, nhưng mà Pháp Hòa đặt một cái ví dụ để cho đại chúng thấy thôi, chứ không có cười gì hết. Hôm rồi đi Hàn Quốc á, đang ngồi ăn cơm trong chùa, có hai bà Phật tử đánh lộn. Nhưng mà thiệt sự Pháp Hòa thấy á, Pháp Hòa không có cười, không có gì, mà mình thấy á, từ đó mình mới thấy rằng ở trong chùa, nhưng nếu chúng ta không có ứng dụng, chúng ta sống tu cho đủ á, thì chúng ta cũng sân khởi phiền não và đau khổ như vậy. Quý vị cũng, mình khi mình nghe câu chuyện vậy, mình đừng nghĩ là cái đó không tốt. Thật sự ra thì cuộc đời là nếu chúng ta không khéo thì ngay ở trong chùa nó cũng ma xuất hiện, ma phiền não nó có mặt. Mặc dù mình mới vừa cầm cái nhang lên, hôm nay là ngày lễ Phật đản, con thành tâm đến trước Phật dâng nén hương lòng, nói hương lòng rồi nha, chứ không nói hương gì hết, hương lòng, xin Phật phù hộ cho con gì gì đó, nói xong cái cấm cái nhang vô. Cái bắt đầu lui ra chuẩn bị lễ, cái ông hương đăng ông rút cái nhang ông vụi vô nước, cái ông mắc dịch. Phật chưa chứng cái nhang tôi nó ông vụi mất rồi. Hồi nãy mình nói nhang lòng mà, cái nhang vật chất là cái nhang biểu tượng, nhang lòng tức là cái tâm hương. Còn do người ta thắp nhiều quá khói, xong ổng làm cái bổn phận của ổng rút cây nhang, mà ổng đâu có để ý nhang của mình hay nhang của ai, ổng làm bổn phận của ổng thôi mà. Nhưng mà nếu mà mình có nội kết với ổng rồi đó, mà ổng rút cây nhang mình sẽ xuống mình nói ổng á, chị thấy không, ổng canh tôi, ổng thấy cây nhang tôi vừa cấm ổng rút, cũng có chuyện để mình nói. Nếu mình có nội kết với cái ông đó rồi thì mình sẽ quy nạp cái tội về cái ông đó, là tại ổng ghét tôi cho nên cây nhang tôi vừa cấm ổng rút. Cho ngay cõi nước mình đốt nhang mà không khéo á, Phật ở đâu không thấy, mà thấy ma phiền não nó cũng có mặt. Nếu mình đã nói là hôm nay con xin thắp lên một nén hương lòng, thì cây hương vật chất kia nó có đi đâu đi nữa thì lòng hương mình vẫn còn đấy. Cho nên người ta mới nói, dù là hương mạt lợi với tất cả các loài hương, không hương nào bay được ngược chiều gió, chỉ có hương của người đức hạnh mới bay ngược gió bốn phương. Thật sự là cái khi mà cái người ta rút cây hương của mình mà mình vẫn không sao, biết đâu chừng thêm một cây hương của mình, thêm miếng khói, có người xỉu làm sao? Lễ lớn nào mà không có người xỉu? Vì quá trời nhang. Thưa đại chúng, nếu mình là Phật tử thuần thành rồi, chẳng cần phải thắp nhang khi lễ Phật. Ai đã thắp sẵn rồi, quý vị cứ lễ Phật đi, Phật chứng hết đó. Mình gọi Phật có thiên nhãn mà. Mà nếu mà mình thắp nhang mà khói nhiều quá đó nha, Phật cũng cay mắt đó. Rồi Phật, mình réo Phật phù hộ, Phật phải nhướng mắt coi mình là ai. Còn nếu mình để cho Phật yên, Phật ngó xuống, Phật thấy rõ, ô cha diệu bông bữa nay lên hết kia nghe. Diệu bông bữa nay diệu quả nghe. Chứ còn mình thấp nhiều quá mà sói không lên, Phật còn nheo mắt rồi, hù ai vú. Mất công lắm. Cứ thẻ thảnh thơi mà nhẹ nhàng như vậy. Thôi thì hôm nay theo lời dạy của Hòa Thượng trụ trì, Pháp Hòa về đây thăm đại chúng nhân cái chuyến Phật sự này. Và tại sẵn hôm nay á, là cái ngày thứ 6 13 là đa phần hơi sợ. Nhưng mà quý vị đã không để cho thứ 6 13 ngăn chặn mình, và mình đã sẵn sàng lái xe đi dù 5 tiếng 3 tiếng mình mới có được đây nè. Chứ nếu mình tin tưởng thứ 6 13 là có chuyện gì xảy ra thì chúng ta chẳng có ở đây, phải không? Chúng ta chẳng hề sợ thứ 6 13, chẳng qua là một cái gì đó người ta nói thôi. Thành thử ra mình cứ nhẹ nhàng và mình sống thảnh thơi như vậy. Cho nên Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng như vậy, mình mới nói chuyện Phật ma một chút. Có một hôm á, có một con ma nó tới nó hỏi Phật.
Nó hỏi Phật kia sống thế nào là cao thượng, làm sao để vượt trùng dương, và làm sao để chế ngự phiền não. Có một hôm con ma nó hỏi vậy đó. Thì nhiều khi trong cuộc sống của mình, mình muốn làm người cao thượng, nhưng mà thỉnh thoảng cái phiền não nó cũng chất vấn mình. Mình có nên làm tiếp tục làm người cao thượng không? Mình có nên tiếp tục làm người tốt không? Tại người ta lấn lướt mình quá, vân vân. Thế con ma đó, nó thỉnh thoảng nó cũng sanh về, nó hỏi mình. Thì Đức Phật trả lời: nếu người nào có trí tuệ là người đó có nếp sống cao thượng. Bởi vì sao? Bởi có trí thì có nhận định tất cả, cái nào nên làm và cái nào nên không. Còn làm sao để mình vượt trùng dương? Chỉ có kiên trì mới có thể vượt trùng dương được. Có những Phật tử ngồi đây, Pháp Hòa biết, phải lái xe lâu lắm, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, vân vân. Quý vị phải vượt đường xa, nhưng mà cái gì làm cho mình vượt được? Kiên trì. Thôi bây giờ thưa như thế này nè, nếu quý vị mà nhận định ra, quý vị sẽ biết rằng mỗi ngày quý vị đi làm, quý vị bị kẹt xe nhiều lắm. Bây giờ mình kẹt xe trên freeway, nhẹ nhàng thì cũng nhích nhích đi tới, bực bội thì cũng tới tới nhích nhích. Giờ mình muốn nhích nhích an vui hay nhích nhích mà bực bội? Nhích nhích bực bội thì cái phiền não khí nó sanh ra trong chiếc xe đó đó. Rồi mình ngó người này, mình ngó người kia, cái ta nhìn mình ta không biết mình sao. Còn nếu như mình bỏ cái băng giảng vô, là mình đi freeway mà nó có kẹt xe, thì có cơ hội mình nghe nhiều một chút. Nhiều khi trong đó ông thầy cũng kể chuyện cười, mình cười sặc sặc cái trong xe vậy đó. Đó, rồi cái mấy người ta nhích nhích giống mình đó, ta ngó qua ta tưởng mình something wrong. Đấy, cười cũng bị người ta something wrong, mà bực bội thì người ta cũng nói mình something wrong. Nhưng mà mình wrong hay không thì mình vậy. Quý vị thấy Phật ma chưa? Ở thành nữ là mình nhích nhích thì cũng vui vẻ. Có cái cô đó freeway mà kẹt một ngày, 1 tiếng rưỡi đi, 1 tiếng rưỡi về. Mà từ ngày mà cổ có cái MP3 cổ bỏ vô cổ nghe rồi, là freeway không còn là phiền não của cổ nữa, mà cổ thấy bây giờ là cái MP3 là hạnh phúc vô cùng. Cho nên thưa đại chúng á, mình nhăn nhó cũng ở trong xe, mình cười rộn cùng thì cũng ở trong xe. Mà mình bực bội, mình ngó người này người kia, người ta cũng nói mình người này không bình thường. Mà mình cười ha hả theo cái băng giảng thì người ta cũng nói mình không thường bình. Ai muốn nói gì đó nói, miễn mình biết trong xe mình là gì là đủ rồi. Cho nên mới là mình đi trong xe mà mình đi nhích 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 vậy đó, nhưng mà nhờ cái sự kiên trì của mình. Bây giờ nhích đi, bây giờ mình muốn quẹo đi đâu, quẹo đâu cũng được, thì thôi cứ thẳng một đường này đi. Mà đi mà có bạn đồng hành, tức là có một cái máy xe đó với mình, thì có gì nữa hạnh phúc cho bạn. Làm sao để chế ngự phiền não? Phật nói tinh tấn. Chỉ có tinh tấn là vượt được tất cả mọi phiền não. Tinh tấn là sao? Phật nói trong kinh đó, tinh tấn cũng giống như lấy 2 miếng gỗ mà chà lại với nhau. Bản chất của mỗi miếng gỗ nó có lửa, nhưng mà nếu 2 miếng gỗ này cà lại không dừng một chút nào hết thì nó sẽ phát lửa. Sự siêng năng của chúng ta cũng thế, liên tục không có dừng thì phiền não có ngày nó hết. Thí dụ quý vị niệm Phật mà đủ thứ nó hiện trong đầu hết, đủ thứ hết, đừng có lo, đừng có nghĩ là mình không có duyên với Phật, đừng có nghĩ là mình còn tạp loạn quá, chắc niệm kiểu này Phật không chứng đâu. Mình càng bị như vậy phải càng niệm Phật. Tại vì cái câu niệm Phật mục đích là giúp cho mình lắng cái đó. Mà nó còn thì mình cứ niệm, niệm đến khi nào mình niệm Phật mà không còn cái đó là mình thành công. Cũng giống như quý vị khuấy bột, mới đầu khuấy sao lỏng hoài à. Nhưng mà nếu mở lửa lớn quá thì bột nó mau đạt mà nó không chín.
phải không? Để quậy lửa nhỏ nhỏ mà quậy, mà hãy buông là nó khét à, phải quậy rồi. Ở đây ai nấu sữa đậu nành nó biết đó. Buông là cái nồi sữa đậu nành nó khét, mà lửa lớn á, thì nó sẽ trào. Chỉ có dặn lửa đều nhỏ nhỏ mà đứng quậy hoài thì sữa đậu nành nó mới chín và nó không khét. Chiên chả giò mà muốn cho nó mau vàng, mở lửa thiệt lớn, nó chỉ áp cái bên ngoài vàng mà ở trong nó không có chín. Phải vặn lửa cho đều nhỏ, chiên từ từ, nó vàng đẹp mà nó chín ở trong. Mình ép nó quá nó chỉ cháy cái vỏ bên ngoài mà bên trong nó không có chín. Mà khoai môn nó không chín ăn ngứa miệng. Rồi thôi vậy được ha. Bình dừng đây. Kính thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa được về đây theo sự chỉ dạy của Hòa Thượng để chia sẻ với quý vị một cái bài nói chuyện nho nhỏ, mặc dù không có gì đặc biệt, nhưng mà hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ hiểu được một chút gì đó giữa Phật với ma, để chúng ta thấy rằng tại sao ngày nào chúng ta phải tự quy y Phật. Khi đầu bữa kinh đó, thì chúng ta lại Phật bên ngoài, đọc các danh hiệu Phật bên ngoài. Ví dụ như chí tâm lãnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, vân vân. Đó là Phật ở bên ngoài trước khi mình vô lễ, vô khóa lễ. Nhưng mà tại sao khi tụng kinh rồi chúng ta lại tự quy y Phật? Như vậy thì cái ý nghĩa của hai cái đoạn đầu và đuôi đó là tượng trưng cho gì? Khi mình mới bắt đầu vào đạo thì chúng ta mượn cái tướng ở bên ngoài, Phật ở bên ngoài. Nhưng khi chúng ta thâm nhập rồi thì chúng ta cuối cùng phải trở về với Phật bên trong. Cho nên cuối thời kinh là tự quy y Phật. Mới đầu mình đảnh lễ tôn pháp ở bên ngoài, mình mượn quyển kinh ở bên ngoài để mình tụng. Nhưng cuối cùng mình phải hiểu rằng pháp không ở đâu xa, pháp chính ở trong tâm hồn của mình. Nếu như chúng ta là Phật tử đã thấm nhuần Phật pháp rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng nơi đâu chốn nào chúng ta cũng có thể ứng dụng Phật pháp linh động hết. Nếu chúng ta hướng về đây lễ Phật, nhưng mà chúng ta hướng ngoài kia chúng ta không thấy tượng Phật, nhưng chúng ta vẫn lại được, tại vì Phật ở mười phương. Cho nên cái ý nghĩa mà tại sao trước khi lễ kinh đó, bắt đầu thời khóa thì chúng ta lễ Phật ba lễ, rồi cuối thời kinh chúng ta cũng tụng tam quy rồi lễ Phật. Quý vị phải hiểu được cái nghĩa đó. Đầu tiên thì chúng ta mượn Phật bên ngoài để làm phương tiện dẫn chúng ta vào đạo, nhưng mà khi cuối cùng rồi thì chúng ta trở về được với tam bảo của tự, tự tâm mình, gọi là tự quy y Phật, tự quy y pháp và tự quy y ta. Đệ tử nương nhờ tam bảo, biết tam bảo của tự tâm, nguyện xin chuyên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi, đây ứng pháp đó, ứng dụng pháp đó. Nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu. Nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài. Đó là trí đó, đó là giác đó, đó là Phật đó. Tập từ bi hành hỷ xả. Tập từ bi là từ, hành hỷ xả, từ bi hỷ xả đó. Sáng cho người thêm niềm vui là từ, chiều giúp người bớt khổ là bi. Cho nên nếu chúng ta tụng kinh, dở quyển kinh ra, mà nếu chúng ta tụng mà chúng ta để từng chữ từng lời nó rót vào trong tâm của mình, thì chính chúng ta là một quyển kinh rất linh động, một quyển kinh sống nhăng, chứ không phải một quyển kinh chết nhắt. Một quyển kinh này biết nhìn, biết nghe, biết cảm. Nhìn
thấy, tâm cảm, tai làm, nghe, thấy, hiểu, tim cảm được, mình liền làm. Cho nên tăng là gì? Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát để làm an lạc cuộc đời. Tăng không phải là cái gì mà mình không với tới. Mỗi ngày mình là tăng. Làm sao cho gia đình mình hạnh phúc là tăng. Bởi vì gia đình mình hạnh phúc được thì mình mới tu yên. Gia đình mình không hạnh phúc lấy tu sao nổi. Thí dụ mình tụng kinh ở đây mình tụng mà ông chồng không cứ đi ngang, ông thấy ông quýt mình hoài, sao mình tụng nổi? Tu sao mà ông chồng không hoan hỷ với cái tu của mình, đó là mình tu thành công. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Xin cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa có cơ hội được thăm quý vị và để chia sẻ với quý vị một chút ít Phật Pháp. Xin thưa là Pháp Hòa luôn luôn không có dám nhận mình là giảng sư, pháp sư gì hết, và chỉ mong được làm một cái người cùng đại chúng tu học, và những gì Pháp Hòa biết được thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng, và nếu có sơ sót thì mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho. Và một lần nữa cảm ơn đại chúng rất nhiều đã không quản ngại một cuối tuần làm mệt mỏi và trời ngồi ngoài sân quý vị hơi lạnh mà quý vị vẫn còn ngồi đây cho đến giờ phút này. Xin cảm niệm công đức của đại chúng rất nhiều và chúc đại chúng có nhiều an lạc, hạnh phúc, bình an. A Di Đà Phật. Con có ba vấn đề để thưa với thầy. Thứ nhất là lẽ ra là thời pháp thoại đến đây là kết thúc, nhưng mà có một Phật tử có gửi một câu hỏi nhờ thầy giải đáp. Và vấn đề thứ hai là có nhiều quý Phật tử muốn chụp hình lưu niệm với thầy. Và cái vấn đề thứ ba là quý Phật tử yêu cầu thầy hát một bài hát sau Phật biểu. Con nhờ thầy cho ý kiến, nếu thầy cho phép thì con xin được đọc câu hỏi lên. Nếu mà sư cô hỏi thì em cũng xin thực sự trả lời. Hỏi ý kiến là gì? Nghĩa là ý của một con kiến. Mà con kiến thì sao thắng được anh hùng ở đây? Đây cũng là một cái pháp tu đó. Luôn luôn khi mình đứng ra mình nói cái gì cho ai, mình nói tôi xin đóng góp ý kiến, thì cứ tự nói với mình ý của mình chỉ là một con kiến, thì mình sẽ dẹp được cái bản ngã của mình và mình thảnh thơi dù người ta nhận hay không nhận ý kiến của mình. Quý vị thấy tu thiền chưa? Quý vị thấy Phật Pháp chưa? Phật Pháp bàn bạc trong cuộc sống của mình. Chỉ cần chúng ta học Phật, nghe Pháp, ứng dụng chúng ta tu, chúng ta sẽ trở thành một Phật tử dễ thương vô cùng. Và đi đâu người ta cũng sẽ chắp tay, anh là Phật tử chứ không phải anh là Phật chết. Phật tử nghĩa là con Phật, còn không thì ta nói mình Phật chết. Luôn luôn khi mình nói gì, nói dạ tôi xin đóng góp ý kiến, thì cứ nghĩ rằng cái ý của mình chỉ là một con kiến. Vậy là khỏe luôn. Bây giờ xin thưa nhầy nè. Nhà đệ tử vừa có tang ha. Một, người đã nín thở tại nhà nhưng mà rồi kêu 911 á, tới rồi gắn cái máy vô người đó thở lại, rồi đợi con cháu về rút ống, vậy thì tính từ lúc người đó chết thì chết ở nhà hay là rút ống mới tính chết? Quý vị hiểu ý không? Rồi, nếu muốn tính kiểu nào thì hỏi người chết. Bởi vì cái hơi thở của ổng, cái hơi thở của người chết, ta muốn nín lúc nào, ta muốn ngày nào ta đã nói chứ mắc chi mình trả lời. Bây giờ ở dưới này nín hay thở ai biết? Vậy được không?
À đúng rồi. Thưa đại chúng, là thật sự ra đó, chúng ta có cái câu này: lâm mạng chung thời. Lâm mạng á, nghĩa là khi cái thân mạng mình nó đã lâm vào cái chỗ nguy kịch sắp chết, gọi là lâm mạng. Đến khi nào hơi thở mình dứt, không còn thở nữa, chấm dứt ngay đó, gọi là chung thời. Vậy thì khi mà chúng ta tắt thở rồi, ở nhà đó, gọi là chung thời, the end. Đem cái máy vô gắn là chẳng qua là cái tâm lý của người sống thôi. Chúng ta muốn gắn vô để cái thể xác của người chết nó cứ dày dày rồi kêu là thở đó, rồi chờ con cái về để mà thăm rồi mới rút ống đó. Thật sự ra người đó đã chết ở lúc ở nhà rồi. Nhưng mà thưa đại chúng, cho dù mình tính ngay lúc đó hay mình tính lúc kéo cái ống ra thì coi như cũng chết. Tính kiểu nào cũng chết, mà gọi là chết chắc. Tính kiểu nào cũng chết chắc rồi, mà không tính là chắc chết. Thôi thì cứ tính đi. Tính cái chắc 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 chết. Câu hỏi thứ nhất phải không? Rồi, tính ngay lúc đó đó, mà tính kiểu nào rồi cũng chết thôi. Nếu cúng thất thì chúng ta tính từ ngày chết, ngay cái ngày chết là tính một ngày, rồi hai ngày, rồi ba ngày, đến ngày thứ bảy thì chúng ta gọi là cúng thất. Cũng giống như khi chúng ta là một cái trứng nằm trong bụng mẹ, rồi chúng ta thành một bào thai sanh ra, rồi khi tính tuổi á, người Á Đông mình tính một tuổi. Thí dụ như mình sanh năm 1974 mà đến bây giờ là nhiêu tuổi? Nếu mà tính theo tuổi Tây thì nhiêu? 42, mà tính tuổi ta phải là 43. Tại vì khi mình trong bụng mẹ đó là mình đã một tuổi rồi. Thì cái chết cũng tính y vậy. Cái năm mà chết là đã tính năm rồi. Cho nên người ta kêu là cúng 3 năm, chứ thật ra nếu tính giáp mà trọn đó là tròn đủ 2 năm, cộng với cái năm chết đó là thành 3 năm. Cho nên nếu kêu 3 năm mà thiệt sự mới tròn giáp 3 năm. Rồi hỏi là tại sao không cúng thập cúng bát mà kêu là cúng thất? Nếu mà không thích cúng thất cúng bát cũng có sao đâu. Cúng thập cũng, mà thập nhất thập nhị gì cũng được hết. Xin thưa là cái này cũng chỉ là một cái truyền thống. Là bởi vì người ta nói rằng á, cái thân trung ấm của chúng ta, khi mà thọ, khi cái thân hiện tại đang sống đây đó, cái thân này gọi là thân tiền ấm. Chữ tiền là trước á, ấm nghĩa là nó kết hợp lại, nó duy trì sự sống. Đến khi cái thân này nó chết đi, nó qua cái thân đó gọi là thân trung ấm. Đó là một cái quan niệm mà. Rồi cái thân này á, nó chỉ sống đủ 7 ngày thôi. Cho nên tới cái ngày thứ 7 đó đó, mình tụng kinh, mình cúng để mà khuyên lơn, nhắc nhở cho cái người đó. Mà nếu hỏi tại sao thì ai biết tại sao? Thí dụ như giờ đặt ngược lại câu hỏi đó, tại sao mang thai 9 tháng lẻ 10 ngày, không 9 tháng đi cho nó chẳng, không làm 10 tháng đi cho chẳng, mà ra đời chi đủ 9 tháng 10 ngày, ai trả lời nổi? Nó như vậy, nó như vậy thôi. Nhưng mà nói cúng thất có nghĩa là đếm 7 ngày. Nhưng mà thưa đại chúng, ở cái xứ chúng ta đang sống đây là xứ hải ngoại, có ai cúng thất mà đúng ngày được đâu, hiếm lắm. Miễn sao nó còn trong vòng 49 ngày. Tại vì cúng thất tức là mình nhắc nhở siêu độ. Thôi bây giờ mình nói vậy cho nó tình nghĩa đi. Nếu như mà người đó vừa chết rồi, mình không làm gì hết, thì tự nhiên thấy nó có cái gì đó nó lạnh lẽo, mà giống như người ta vừa chết cái mình phủi vậy đó.
Cho nên mình cũng cúng quải nhớ tưởng để cho có cái sự lân mẫn gần gũi với nhau. Khi chúng ta sống mấy chục năm trời, không lẽ vừa tắt hơi chết cái xong liền, thấy nó ngắn ngủi, nó lạnh quá, thì chúng ta lại đem ra thành ra bảy thất mà cũng được. Nhờ vậy mình cũng ăn được 7 tuần. Mà mấy thầy cũng có job nữa. Còn cái chuyện mà cúng 3 tháng 10 ngày, cúng 3 tháng 10 ngày chúng ta gọi là cúng 100 ngày đó. Thật sự ra cúng 100 ngày đó, đó là chúng ta thêm để mang một ý nghĩa tam tài, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai, hay là nhân, địa, người. Cũng giống như là có nhiều cái phong tục đó, cái người đó chết cho thêm 3 tuổi. Ví dụ người đó chết năm 60 tuổi, cho thêm 3 tuổi là 63. Với cái ý nghĩa là nhận một tuổi của trời, nhận một tuổi của đất, nhận một tuổi của người. Nhưng mà xin thưa đại chúng, tất cả những cái này nè, nó có phải là của đạo Phật không? Không. Nhưng mà chúng ta sống trong một cái văn hóa truyền thống Á Đông thì chúng ta làm không hề tội lỗi. Nhưng mà đó là phong tục tập quán của mình vậy thôi. Cũng giống như là cái lễ cưới của Á Đông ta thì vợ chồng phải xoay lại lạy nhau, hay là phải cúng thờ ông bà để mà trình cô dâu chú rể theo cái phong tục. Chứ nó đâu phải của Phật giáo đâu. Nhưng mà mình thấy cái ý nghĩa đó nó hay thì mình cứ làm thôi. Thì ở đây cũng vậy, tất cả những cái cúng kiến chẳng qua là chúng ta tùy thuận theo cái phong tục tập quán của mỗi quốc gia mà chúng ta làm. Thưa đại chúng, đạo Phật có cái hay là không hề bài xích bất cứ một văn hóa truyền thống nào của ai mà biết tôn trọng. Nhưng mà nếu như cái đó nó phù hợp với cái đạo lý thì chúng ta giữ. Còn nó không phù hợp thì chúng ta giảm, hoặc là chúng ta miễn. Chẳng hạn như qua xứ này rồi, để tang không cần phải mặc nguyên bộ đồ, chỉ cần cái khăn để trên đầu là đủ. Không cần phải mặc quần trắng, áo trắng rồi đội mấy cái mấn lụp sụp đó. Rồi mấy đứa nhỏ bây giờ nó thấy nó rùm rà, còn mình thì mình may, tới hồi không còn mình nó đâu có chịu may. Không chừng nó đi mua mấy cái quần jean trắng trắng mà rách te be về nó mặc. Nó nói hồi đó con cũng thấy má mặc cái quần nó cũng xổ xổ vậy đó. Phải không? Thành thử ra mình đơn giản ngay bây giờ đi, để mình truyền lại cho nó một cái phong tục mà nó không quá rườm rà, để mai mốt tới phiên mình mà nó còn lo được. Lo cái đó ngay bây giờ. Cúng dỗ làm sao cho thật đơn giản mà mang ý nghĩa, để con cháu mình nó thấy nó làm theo trong tương lai cho mình. Thật sự ra đối với đạo Phật, khi mình mất đi rồi, tùy cái nghiệp mà thọ sanh, tùy cái nghiệp mà tái sinh, chứ không có phải là cái vấn đề mà hằng dỗ hằng năm mình cúng rồi mình ở đâu đó rồi cuối cùng mình về mình ăn cái bữa đó. Nhưng mà nếu như chúng ta không làm gì hết thì con cái coi như mất gốc đó. Cái vấn đề chúng ta cúng ở đây là giữ cái gốc rễ tâm linh của con cháu trong gia đình, thế thôi. Và còn tất cả phương tiện mình như thế nào là mình cúng như vậy, chứ không có sao hết. Xin lỗi thầy, con quên một việc nữa cũng rất là quan trọng. Khi rước vong người chết về chùa mà chưa lấy cốt, mình đã để hình và lưu hương ở chùa, vậy về nhà mình có phải làm bàn thờ không? Cái đó tùy mình thôi. Nếu mình có phương tiện mình lập thêm cái bàn thờ ở nhà, còn không có thì thờ ở chùa cũng được. Tất cả cái này chẳng qua là một cái phương tiện để cho chúng ta thấy rằng giữa chúng ta và người mất, sau khi mất rồi vẫn còn có cái gì đó nó liên đới với nhau mà chúng ta không phủi hẳn cái người đó ngay vừa mới mất. Cúng dỗ mà chúng ta còn cúng thì huống chi là người mới mất. Cho nên thưa đại chúng, nói tóm lại,
Những gì chúng ta làm cho người thân của mình sau khi mất chẳng qua là để bày tỏ tấm lòng của mình. Khi chúng ta còn sống, chúng ta bằng tình, già chúng ta bằng nghĩa. Rồi khi chết đi rồi, con người chúng ta cũng khác hơn con thú, là nó chết ở trong rừng, nó nằm đó rồi con khác tới ăn. Con người không làm vậy. Con người biết tổ chức một cái gì đó để giải quyết cái thi thể đã quá vãng bằng cách là thiêu, chôn, rồi cúng kiến vân vân. Chứ con vật ai cúng cho nó đâu. Cho nên tất cả trong các loài động vật, con người là động vật tối cao. Tối cao ở cái chỗ là chúng ta sống có tình, có nghĩa, có thủy, có chung, có trên, có dưới, có trước, có sau, có phải, có quấy, vân vân. Còn cái chuyện mình cúng kiến như thế nào, bày tỏ được tấm lòng là được rồi. Ngay cả nếu bạn mình là đạo Thiên Chúa, nếu mình người đó mất mà mình nhớ nghĩ tới người đó, mình làm một cái mâm cơm mình cúng họ cũng không sao hết. Cái đó là cái tình người đối với nhau. Còn người đó đi đâu thì tự họ đã chọn rồi, đâu phải mình cúng cái họ qua đạo Phật mình đâu. Hay là ngược lại, nếu mình đã là Phật tử thuần thành rồi, cái lúc mình sắp chết người ta rước một vị vô làm phép gì đó rồi, có mình đi theo Chúa đâu. Hằng ngày tâm mình đã hướng đâu rồi thì khi mình mất thì đi về đó, chứ không phải do người ta xúi biểu gì mình. Cũng như thế, Phật tử hằng ngày phải lo tu, chứ đừng có lợi đợi tới lúc sắp chết kiếm người tới tụng. Hằng ngày mình không chịu tụng kinh, ông thầy ông tới tụng mình, ông tụng cái gì vậy, tôi không hiểu gì hết. Mình phải hằng ngày mình phải có Phật, thì khi người ta tụng Phật thì Phật với mình, Phật trong lòng mình, Phật với cái câu người ta nó tương ứng. Còn mình không tụng gì hết, lấy gì người ta hiểu. Cho nên mình muốn siêu là mình tự ngay bây giờ phải chuẩn bị, chứ không phải đợi cái ban hộ niệm tới niệm cho mình 8 tiếng rồi mình đi đâu. Nếu như vậy thì ai chịu tu làm chi, người ta đợi tới gần tới đó người ta kiếm người thì niệm 8 tiếng đẩy mình đi cho nó lẹ. Không phải niệm 8 tiếng mà mình đi. Cái quan trọng là anh phải tương ưng. Pháp Hòa ví dụ như quý vị đã thuộc một bài hát rồi, cho nên Pháp Hòa hát cái là quý vị làm, quý vị hát chung được. Ở đây ai thuộc bài Em Chưa Từng Thấy Biển không? À, không thuộc thành thử ra Pháp Hòa hát quý vị đâu hát được đúng không? Còn ai đã từng nghe rồi thì Hòa nói Em chưa từng thấy biển. Còn nếu mà quý vị không nghe đó, Em chưa từng thấy tổ. Vân vân. Đó là mình, cái tâm mình hàng ngày phải giao tiếp cái gì thì lúc đó người ta tụng nó mới tương ưng. Còn mình không tu không tập gì hết, không ai làm gì cho mình được đâu. Cho nên tụng niệm cúng kiến là một phương tiện để nói lên cái tình cảm giữa người đi kẻ ở, đồng thời cũng là một cái trợ lực cho mình trên bước đường tái sinh vậy thôi, chứ không phải là cái nhân yếu chính để chúng ta đi. Cái chính là tự mình phải lo tu. Còn mình thờ ở đâu cũng tùy mình. Ví dụ như người Mỹ họ chả thờ gì hết thì người đó đi đâu, phải không? Còn mình thì mình nó có chùa để thờ, rồi có nhà để thờ, rồi mình cứ quan niệm kệ thờ nhiều chỗ đi, ông muốn đi đâu cũng đi, ông muốn ở đâu cũng ở. Đó là cũng mình nghĩ. Chứ còn người đó có đi không, ở đâu làm sao mình biết. Rồi mình đốt nhà, đốt cửa, đốt nhà lầu xe hơi để xuống dưới đó ở, ổng có ở không mình cũng đâu biết. Hay là ổng thiếu nợ nhiều quá, ổng bán ổng trả nợ mình cũng biết đâu. Rồi mình lên chùa mình cầu siêu, mình nói cầu cho ba con siêu, mà đốt một đống nhà cửa hỏi làm gì, xuống dưới ở, mình cũng chẳng biết mình muốn ba mình đi đâu. Tụng thì để cho siêu, mà đốt nhà cửa xuống dưới ở. Ở trên dương gian này nè, ở trên dương gian này nè, hàng tháng phải đi check coi tiền già vô chưa. Không có cái là mình đi kiện. Rồi ở dưới là mình kiện với ai, phải không? Thành tử ra thưa đại chúng, nói tóm lại là tất cả những cái đó đều là những cái tấm lòng của chúng ta đối với người mất. Còn phương tiện hoàn cảnh sao cũng được hết. Xin thưa đại chúng, có nhiều khi mình rơi vào cái hoàn cảnh là mình thì Phật mà con mình không Phật.
nó đạo khác, nó tính cái, nó tin cái khác, rồi thất với không thất với ai, phải không? Thành thử ra tất cả những cái này đều là một phương tiện giữa người chết và người sống thôi. Trợ duyên được bao nhiêu cũng quý hết. Cái cốt là chúng ta phải tự lo cho mình để mình siêu thoát. Chữ siêu đây là gì? Siêu cái phiền não đau khổ, thì khi mình mất đi rồi thì không bị những cái này nó vướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Từ ngàn năm xưa là xa xưa lắm, từ nơi cõi trời nào xa, từ nơi cõi trời nào xa, nơi đó có những vua trời với bao tâm hồn hiền lương, ai ai cũng nói bằng lời thương. Ở nơi xa đó có một tấm lòng đã bao nhiêu kiếp nuôi mầm từ bi, đã bao nhiêu kiếp nuôi mầm từ bi. Biển trần khô lụy, ngày về đây đêm qua bất diệt gieo trồng trên vườn hoa xanh biết, ngày về đây học tiếng nói của con người, muốn gọi thân quan hơn hào reo cười, chọn đất lành thành ca tỳ la về, vườn lâm tỳ ni hoa nở rộ khắp vô. Trái đất của tôi đã 7 lần rúng động như báo tin mừng khắp 3 cõi nhân thiên. Ngày về đây mang ánh sáng vô biên, bước 7 bước nở 7 đài sen quy. Tinh tú muôn phương chầu về cho đến khi rừng đông tỏ ràng, hoa nở chim kêu muôn loại tưng bừng. Trên trời cao tiếng nhạc reo mừng, bao tiếng ngợi khen bao lời chúc tụng, như chung vui cùng vua Tĩnh Phán và hoàng hậu Ma Gia. Đây thân vàng thái tử Tất Đạt Đa, tướng hảo quang minh bút mực nào ta được, tài trí thông minh người người đều nể phục, cung cách phi phàm mà thật đúng bậc trượng phu. Ngài làm sao vui phòng loan yên ấm, ngoài kia chúng sanh lầm than, ngoài kia chúng sanh lầm than. Tâu với đất ân phu hoàng, để con đi thăm thần dân, đi qua 4 cửa thành ca tỳ la. Hỡi ơi sao phải tâm thần lưng còng, hỏi ra mới biết ai rồi cùng qua. Thời gian tiêu pha thân và còng lưng. Này
này xa nặng. Kìa con ơi kia vì sao vẫn rấy toàn thân siết rên hoàng đau, lòng ta xót xa dường bao. Mang kiếp nhân sinh trên đời mấy ai qua được bình căn, ai ai cũng vướng dòng khổ đau. Hỡi ơi sao có giống chỉ là kỳ, người hay tưởng đã sao nằm trơ trơ, hỏi ra mới biết ai rồi cùng qua. Sau chuyến du hành thái tử thấy khắp nhân gian dậy đầy đau khổ, thu lớn tranh ngồi giết đàn thu nhỏ chim lớn ăn sâu rắn tìm ớt nhái mạnh được tiêu thua phiền trường khắp muôn loài. Thao thức bận khuân suốt cả đêm ngày, cho đến một hôm ngày quyết lòng từ bỏ điện ngọc cung vàng vợ đẹp con xinh, vượt khỏi thành cùng xa nặc nhanh chân trên lưng con kiền trắc nước qua ngàn cây to. Dòng A Nô Ma giữa đêm trường tinh mịch, thái tử Thích Đạt Đa tầm đạo cứu muôn loài. Thái tử nghĩ rằng nếu đã xuất gia thì còn luyến tiếc làm chỉ râu tóc, ngài đưa dao lên cắt tóc râu và nguyện đoạn hết thái tạp chướng ưu phiền. Mặc áo cà sa thay chơi phụng dương quyền, cùng tiên bạc già tu nơi rừng khổ hành, nhưng vẫn chưa thỏa lòng vì còn dương mắt tự sinh. Ngày một mình đến núi tuyết tình tu, ngồi thiền định quán nhân duyên sinh khởi. Đến hơi thở vào ra giữ tròn chánh niệm, tận khổ suốt sáu năm nên thân xác hao gầy. Nhận thấy rằng hành đói khác nào phải là mục tiêu đạt đạo, phải ăn uống cho bình thường để khỏe mạnh thân tâm. Ngài đến sông Ni Liên được Cô Nan Đà và Bà La dâng sữa, được Bà Long Vương cúng dường bát cháo nhu mi. Dưới cội Bồ Đề dựng thân thiền định, trí tuệ nở bừng sáng rực hào quang. Trái đã chín rồi chánh quả là đấy, dân Phật Thích Ca đứng giảng toàn giác ngộ. Đệ tử chúng con xin quay về nương tựa, thắp sáng đèn tâm theo dấu Phật Đà. Xe là nở không lắm bùng tánh tươi, tỏa hương thơm ngào ngạt đến ngàn sao. Qua bất diệt nở ngay dường sinh diệt, nguyện muôn loài sẽ thành Phật tương lai.